Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Khang. Chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Chơi Phải Thắng. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện với sự đồng hành của Thép Hòa Phát. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi của những nghệ sĩ khách mời và hãy cùng xem họ sẽ mang món quà đặc biệt gì quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu. Xin được giới thiệu diễn viên Hòa Hiệp và diễn viên Bá Thắng. Kính thưa quý vị, hội ba anh em chúng tôi đứng trên sân khấu mặc như là hội những doanh nhân thành đạt vậy. Quý vị và các bạn cũng đã yêu mến họ qua đã khá là nhiều bộ phim truyền hình cũng như trên sân khấu kịch. Ngày nay thì hai anh em bước ra thì chắc chắn rồi, họ rất là hiểu nhau cho nên là họ sẽ cùng với chúng tôi trả lời những câu hỏi. Ai đồn vậy khen? Trời đất ơi, ai đồn là hai tụi anh là hiểu ý nhau? Không có. Anh thế mạnh là gì? Tụi anh chơi rất là thân với nhau nhưng mà thân ai nấy lo. Thì bây giờ ví dụ mỗi người một thế mạnh thì lẽ dĩ nhiên là xong kiếm hợp bích lại thì là mỗi người cũng sẽ trả lời một cái thế mạnh riêng của mình. Ví dụ như anh giỏi môn gì? Anh giỏi môn gì hả? Anh không giỏi môn gì cả. Anh không giỏi môn gì cả? Ừ. Vậy Thắng ơi, mình chọn lộn bạc nơ rồi. Mình nên chọn một cái người đó người ta am hiểu như cuốn bách khoa tàng thư vũ trụ vậy đó. Thì anh đang kiếm chị Google đây. Chị Google không có rảnh nha. Thật sự ra là kiến thức của anh thì nó cũng giới hạn thôi. Hy vọng ngày hôm nay em sẽ nương tay cũng như là thế mạnh của anh đi. Thế mạnh của Thắng là giỏi môn văn dữ lắm. Giỏi môn văn hay giỏi quá. Giỏi môn văn dữ lắm luôn. Chương trình hay có những câu thơ và anh phải điền như những câu thơ đó. Ví dụ như hỏi bước tới đèo ngang móng xế tà, hỏi bài đó tên gì anh trả lời là được. Là gần quê anh thôi. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là hai người của chúng ta đang có mặt trên sân khấu và họ sẽ tham gia thi tài. Các anh có đặt cái mục tiêu cho mình là sẽ kiếm được cái giải thưởng là bao nhiêu tiền không? Nói chung thì đến với chương trình hôm nay thì là mình sẽ cố gắng làm sao mình gom được càng nhiều càng tốt để giúp đỡ cho một hoàn cảnh. Thường thì Thắng và Hiệp cũng đi rất nhiều chuyến thiện nguyện ở từ Nam tới Bắc luôn. Yeah. Ở đâu khó khăn thì mình nếu như đủ duyên và có đủ mình có đủ khả năng, tại vì là nếu như mình không có đủ khả năng thì mình lại kêu gọi bạn bè mình hùng hạp lại, mỗi người một chút, ta một cây làm trắng lên non, nhiều cây chùm lại lên hòn núi cao. Ví dụ tối hôm nay mọi người ngồi đây xem chương trình đúng không, thấy Bá Thắng hay Hòa Hiệp bí thì cứ nhắc lên đi, cứ nhắc kết quả nha, rồi xong Thắng Hòa Hiệp sẽ trả lời, rồi mình sẽ gom được mình rất là nhiều tiền để mình giúp cho hoàn cảnh, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà quan trọng là MC có tâm hay không nữa. Đúng rồi. Nếu mà MC có tâm là nhắc để người ta được 30 mấy triệu tặng cho nhân vật. Xin đúng quý vị. Yeah. MC không biết cái gì nha quý vị. Yeah. Thật ra tất cả mọi thứ nó đều hiển hiện ở trên màn hình. Cho nên là chúng ta cứ thi tới đâu chúng ta được tới đó. Trước là gài khán giả, sau là gài MC. Mình thi mình phải có tâm một tí xíu nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì hy vọng hai anh mặc màu xanh rất là may mắn. Một người xanh blue, một người xanh ngọc bích. Nha. Yeah. Nói chung là cũng đang đầy hy vọng để chúng ta giành được cái giải thưởng cao nhất nha. Rồi, xin mời hai anh đẹp trai vô ba đây, chuẩn bị để tham gia thi tài. Thưa quý vị, như vậy là bộ đôi anh Bá Thắng và anh Hòa Hiệp đã sẵn sàng để cùng với chúng ta bước qua những câu hỏi thuộc về nhiều lĩnh vực khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật và câu chuyện ngày hôm nay để xem họ sẽ kể cho chúng ta câu chuyện của mình như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Sáu Quân, sinh năm 1963, tôi ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà già sinh ra ba chị em, tôi có ông bà thì nằm chỗ ông bà nghèo trẹt. Rồi tôi thấy vậy thì thôi, chưa có ai lập gia đình trong nhà hết, thôi ở vậy nuôi bà chị. Hồi đó cô Phóng, bà còn nhỏ đó, rồi bà chứ bệnh tới bệnh lui, rồi bà già chứ ổng đi chích rút riết rồi. Cái giò của bà bại luôn, rồi từ từ rồi nó liệt, rồi nó teo lại còn có chút xíu à. Rồi cái rồi ngày 23 Tết đó, rồi cái bà tự nhiên cái bà nói sao giờ ta mệt quá. Chứ bà không có trằn trối, không có nói gì được tiếng nào đó. Tư này nè, hồi đó bà còn đi mần mướn được, đi người ta trĩa đậu, bà đi lạc.
mà nghi bả chắc tay biến nhẹ hồi đó đó, ẩm bả đi bả không chịu đi, rồi bả nằm đó, bả nằm có anh chỗ một đó, rồi cái con nó đi làm về bả có đứa con, rồi bả đứa con bả nuôi bả đó, cái rồi sau này chết rồi bỏ bả ra lợ, rồi bả nằm có anh chỗ một nay là 18 năm rồi đó. Thì nhà cửa hồi đó nhà nước cho có chích đỉnh tiền rồi mới xây lên được cái nhà cho mấy chị em ở, không cửa không nẻo, đâu có làm cửa không nẻo đâu, rồi mới gió thổi vô rộn lạnh bả, rồi chứ tối lấy cái mền đắp đó, rồi tôi mới mặc lần hai ba cái áo không chứ đâu có mặc cái áo, lạnh quá đâu có chịu nổi. Khuya cũng phải dậy dọn dẹp nhà cửa rồi xong xuôi, quét nhà quét cửa xong rồi làm cơm làm nước đút rồi mới đi. Đi bán về rồi cái bả nằm chỗ đó, rồi cái tự nhiên cái mà nằm chỗ cái đi bán về cái lo cho bả tắm rửa sạch sẽ rồi cái dùng nấu cơm nấu nước cho bả ăn, rồi có hai chị em mà tối nằm suy nghĩ thôi sao bà nằm có chỗ một hả, có mình tôi lo liệu không nổi. Bà nằm có chỗ một vậy đó rồi đi bỏ bà bù lông cũng tội nghiệp. Tôi là cũng cái người hàng xóm với nhà của Quân Duyên Giải ở đây. Chị nuôi em với nhau rất đùm bọc, tuy rằng nghèo nhưng mà có tấm lòng thương anh chị em rất nhiều, nên tôi rất quý cái chỗ đó. Nó rồi bây giờ có ăn gì nữa không, mua ăn không ăn hả, giờ coi trong mình sao rồi, khỏe hay mệt? Nếu sau này bà chị tôi bỏ qua đời rồi có mình tôi rồi. Đi bán về giờ mà không thấy bà chị nữa chắc cũng buồn lắm. Bây giờ tôi lớn tuổi mà tôi cũng già rồi chứ đâu có làm gì đâu nổi mà lo cho bà, thấy bà cũng tội nghiệp, đâu có bỏ chị em được. Thưa quý vị, lại thêm một câu chuyện nữa tôi có dịp chứng kiến cũng như là theo dõi trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Quân, người phụ nữ trong câu chuyện này. Xin mời chị lên sân khấu. Xin chào chị. Dạ, vậy là cô đúng không? Cô Quân là lớn nhất hay là nhỏ nhất? Nhỏ nhất. Nhỏ nhất, rồi nhỏ tiếp nhất. Theo là cô Phóng. Cô Giải. Cô Giải nhất. Rồi tiếp theo là cô Phóng. Phóng. Vậy là ba chị em tên là Giải, Phóng, Quân. Cô Quân là đang làm công việc là đi bán vé số đúng không cô? Dạ, đi bán vé số. Một ngày cô bán được khoảng bao nhiêu tờ? 70-80 tờ. 70-80 tờ. Như vậy thu nhập là mình khoảng bao nhiêu một ngày cô? Ngày lời được chắc cũng 100. Về có mua đồ ăn ăn với thuốc men cho bà chị. Dạ.
Thế là chị cô đã nằm đó cũng đã bao nhiêu năm được cô? Này 28 năm. Thế cho con hỏi một cái điều này nó cũng hơi riêng tư, hơi cá nhân một chút, nhưng mà rất là mong nếu mà có gì thì cô cũng thông cảm cho con. Thế thì là lý do vì sao cô không tìm một cái hạnh phúc cho mình để có một người nào đó có thể đồng hành cũng như là lo lắng cho cô? Thấy bà chị thì giờ bà nằm chỗ đó rồi thôi, thấy vậy đó rồi thôi sống vậy để ba chị em đùm bọc sống với nhau. Thế thì ước mơ của cô trong cuộc đời là gì? Thì ước mơ giờ cũng không có gì, cho mua tả tuần thuốc men cho bà chị được. Chỉ cần có thuốc men cho bà chị đúng không ạ? Các anh có muốn chia sẻ gì không ạ? Thực sự là khi mà hôm nay xem video clip này á thì Hòa Hiệp thấy thương lắm. Nó nghĩa là mình phải dù có chuyện gì đi nữa, mình cũng phải luôn bảo vệ, mình cũng phải luôn chăm sóc những người thân trong gia đình mình. Dạ. Anh Thắng có muốn chia sẻ gì không? Thật sự Hà Thắng rất là xúc động. Và Thắng nghĩ rằng là Thắng khó thể có một cái lời nào để cảm ơn chị. Chị đã hy sinh cả một cái thanh xuân của mình để lo cho hai người chị của mình như vậy. Đó là một cái tấm gương để Thắng học. Thắng hy vọng là hôm nay Thắng sẽ thi thật tốt và sẽ giúp được cho chị được cái gì đó. Vâng. Cô ơi, cuộc sống mình nó có nhiều cái khó khăn, nhưng mà con thấy được cô vẫn luôn cố gắng mỗi một ngày. Và cô luôn luôn nhìn nhận rằng là nếu như mình còn được người chị ở bên cạnh thì mình cứ chăm lo hết sức mình. Cho nên hôm nay có đến với chương trình này thì con cũng hy vọng rằng cô cũng tạm bỏ những cái ưu phiền để chúng ta cùng với những nghệ sĩ của chúng ta đồng hành hết cái chương trình này và mang thật nhiều may mắn, mang được nhiều giải thưởng về cho gia đình cô ha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Và xin phép mời cô theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời cô xuống nha. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị quay trở lại với chương trình. Có lẽ là sau những giờ phút lắng động, đây là lúc mà chúng ta cần quay trở lại với một không khí thật là tràn đầy năng lượng, thật là vui. Để anh chi? Để các nghệ sĩ của chúng ta có thể thoải mái thi tài và giành được nhiều cái giải thưởng thật là cao quý vị nha. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng bước đến với vòng 1 của chương trình Chơi Phải Thắng. Vòng 1 sẽ có 4 ô. Đằng sau mỗi ô số có một câu hỏi tương ứng hai sự lựa chọn A và B. Trả lời đúng thì chúng ta sẽ được cộng cái số điểm mà chúng ta quay được. Trả lời sai sẽ bị trừ đi cái số điểm mà chúng ta quay. Ô số của chúng ta trả lời đúng sẽ được mở ra. Trả lời không đúng thôi thành một ô đen. Trên cái ô xoay này sẽ có 2 ô 500 ngàn, 3 ô 1 triệu, 3 ô 1 triệu rưỡi và 2 ô 2 triệu. Kết thúc 4 ô, các bạn nhìn vào một bức tranh đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên 5 giây để đưa ra câu trả lời đó là hình ảnh gì. Và sẽ nhận thêm 500 ngàn nữa nếu trả lời đúng. Và bây giờ xin mời hai anh sẽ cùng theo dõi 4 ô số. 1, 2, 3, 4. Các anh chọn ô số mấy ạ? Số 1 đi em. Số 1 chọn. 20 giây bắt đầu. Đây là tên một trò chơi quốc tế diễn ra trên một bảng hình vuông gồm có 8 hàng, 8 cột, tạo ra 64 ô hình vuông với các màu đậm và nhạt xen kẽ với nhau dành cho hai người chơi. A, cờ tướng. B, cờ vua. Cờ vua đúng không? Chắc chắn là cờ vua, tại vì là cờ tướng thì không có ô đậm lợn gì đâu. Đậm lợt thì là chỉ có cờ vua. Như vậy cờ vua đúng không bà? Đúng rồi. Vâng. Và tôi nghĩ là chắc cũng dễ rồi. Tại cái câu đầu tiên mà đáp án của chúng ta cờ vua. Chính xác, xin chúc mừng. Yeah. Xin chúc mừng các anh. Các anh đã có được đáp án chính xác. Nào, bây giờ bàn tay vàng trong làng quay số qua đây. Chúng ta sẽ quay cái điểm số của mình. Mời các anh. Ủa, hai người quay luôn hay sao? Tùy, thích phân công. Hai anh quay cũng được, một anh quay cũng được. Mà 3, 2, 1, quay! Dạ, triệu rưỡi. 1 triệu. 2 triệu. Yeah. 2 triệu. Xin chúc mừng các anh, đã có 2 triệu đầu tiên. Xin chúc mừng hai anh, chúng ta đã có được 2 triệu. Ô số 1, mở. Wow. Tôi biết bạn này, ông biết là các anh có nhận ra bạn này không? Chưa nhận ra đúng chưa, không? Chưa, chưa. Đây là một nhân vật khá là nổi tiếng trong làng thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 2, 3, 4. Mời các bạn. Mình chọn số 2 đi. Số 2, chọn.
20 giây bắt đầu. Thể loại cờ vua nào mà mỗi người thi đấu được cho thời gian 15 phút hoặc ít hơn trong mỗi ván đấu? A. Cờ chớp. B. Cờ vua nhanh. Cờ vua nhanh. Chớp hay nhanh? Cờ vua nhanh. Cờ vua nhanh. Nói chung là thật sự ra là về kiến thức, về thể thao thì là mình không có giỏi. Nhưng vấn đề là nghe chữ chớp, chớp mà cờ vua chớp thì nghe nó lạ lùng quá. Mà cờ vua nhanh thì nghe nó hợp lý, logic hơn. Đó là nhưng do mà mình suy nghĩ. Với tôi nghĩ tôi thích là chọn từ chớp hơn là từ nhanh. Tại sao không đưa ra đáp án? Ngang ngược. Ủa, anh đã ra từ chớp rồi mà ông này ông nói ông nhanh thôi. Mà em chưa hỏi ai chốt thôi. Đúng rồi, rồi. Vậy là lỗi em, MC đúng không? Không phải. Nguyên Gà đã nghe cái tiếng của anh cuối cùng. Dạ. Rồi, đáp án cuối cùng của chúng ta là chớp. Cờ chớp chắc chưa? Chắc. Thưa quý vị, cờ chớp liệu có phải là đáp án chính xác hay không? Đó chính là cờ chớp, xin chúc mừng. Thưa quý vị, cờ chớp là một trong những thể loại của cờ vua. Lượng thời gian được cho trong mỗi ván đấu là 15 phút hoặc ít hơn cho mỗi bên. Và như vậy chúng ta đã hiểu rõ cái hình thức này đúng không ạ? Xin mời anh qua đây quay. Rồi, mời anh quay số đi nè. Thưa Phan, chữ 2 triệu ở đâu? Em quay nhẹ cái tới luôn nè. Mệt quá đi. Trời đất ơi, quay lẹ đi nè. Đó. Còn 80 câu phía trước nữa. Đó. Cưng. Wow, 1,5 triệu. Thưa quý vị, như vậy là tổng số tiền chúng ta có được là 3 triệu 500 ngàn đồng. Yeah. Yeah. Bây giờ chúng ta mở ô số 2. Mở. Cái đầu bên đây mà cái người bên đây nè. Bây giờ chúng ta có số 3 và số 4. Rồi thì mình chơi tiến lên đi ha. Số 3. Số 3 nha. 20 giây bắt đầu. Tuổi mọc răng cửa trên vĩnh viễn của trẻ là bao nhiêu? A. Từ 7 đến 9 tuổi. B. Từ 3 đến 4 tuổi. Hết. Chắc chắn là câu A rồi. Tại vì cái đoạn kia là răng sữa đúng không? Răng mà khẳng định là răng câu A. Mà đáp sau án, này làm răng sứ gì nữa thì không biết. Đáp án chốt của mình là gì thưa hai anh? Là A. Anh chắc chưa? Chắc luôn. Anh có ý kiến gì không? Thôi kệ câu này nhiều cho bá thắng đó. Ok. Thưa quý vị, tôi phải hỏi như vậy. Tại vì lúc sau cái đội đáp án đổ thừa MC nữa. Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là A. Từ 7 đến 9 tuổi. Xin chúc mừng. Mời qua đây quay số. Hay không quá. Không ấy mình đứng bên bển luôn đi. Cái gì mình quay cho nhanh nè. 3, 2, 1, quay. Đó, quay đi nha. Quay làm sao mà vô 500 ngàn đi ha. Là đi về liền. Không có chơi gì nữa. Đó, rồi đi về liền. Đi lại. Ê, nó chơi ngược lại kìa. 1 triệu đồng. Thưa quý vị, như vậy là thôi quên dễ sợ chứ không hề. Nói chung là chờ tiếp anh ơi. Đúng rồi, chờ tiếp chứ không có đuổi về. Dạ. Như vậy là số tiền chúng ta có được là 4 triệu rưỡi. Xin chúc mừng. Số 3. Mở. Ủa rồi sao cái hình này nó lộn xộn vậy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ô số 4. Chọn. 20 giây bắt đầu. Theo quy định của Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới FIDE, thời gian cho một ván cờ tiêu chuẩn là bao nhiêu? A. Khoảng 2 tiếng. B. Khoảng 1 tiếng. Hết. Nhiều quá gì? Thi đi, không có hỏi tiếng khán giả. Tiếng. Thi thôi, không có hỏi khán giả. Tự tập trung nè. Nhanh lên. 6, 5, 4. 1 tiếng. Khoảng 1 tiếng, chắc chưa? Chắc. Rồi. Tôi chưa trả lời luôn á. Vâng, đáp án của anh là gì? Trả lời bao nhiêu vậy? Tôi nói 1 tiếng đó. Tôi nói 2 đó. Nhưng mà chúng tôi đã nhận đáp án chốt của anh Hòa Hiệp là 1 tiếng rồi. Vâng. Và thưa quý vị, đáp án chính xác của chúng ta đó chính là 2 tiếng thưa quý vị, khoảng 2 tiếng. Dạ. Thì bây giờ có sao đâu, chơi có thắng có thua. Đúng rồi. Chứ thắng quá kỳ, hiểu không? Thắng có quá thắng có kỳ. Thua. Rồi, nhưng mà lần này tôi sẽ quay nha, tôi quay sao vô 500 nè. Trời đất ơi, đưa số 1 vậy nè, tôi tưởng là 1 tiếng. Tôi nãy trong đầu Hòa Hiệp là 2 tiếng đó. Người ta đưa số 1 là đáp án A đó ông. Rồi quay quay kỳ kỳ vậy. Quay có tâm. Nó vẫn quay nè, nó vẫn quay nè. Đó, đừng. Cái gì vậy? Xuống đi, xuống xuống. Xuống. Hay quá. Rồi 500, anh xiết lại 500 rồi. Dễ sợ thì. Anh xiết lại 500 rồi. Một lát em bù thêm triệu là 5 triệu nha. Trừ 500 ngàn chúng ta có được 4 triệu đồng. Xin mời. Và thưa quý vị, đáp án số 4 đã bị tô đen. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi phụ của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết đây là ai. 10 giây bắt đầu. Là ảnh. Là anh vận động viên. Có 3 chữ. Có 3 chữ. Nó chơi chứ bây họ giờ Lê. Họ Lê.
Tiếp tục. Một cái gương mặt nổi tiếng trong làng cờ vua, đại kiện tướng Lê Quang Liêm. Lê Quang thì và đó, đáp án chính xác của chúng tôi đó chính là Lê Quang Liêm. Lê Quang Liêm. Hay quá anh ơi. Cho anh được 500 đó nha. Thưa quý vị, Lê Quang Liêm là một vận động viên môn cờ vua của Việt Nam. Lê Quang Liêm được anh trai Lê Quang Long hướng dẫn chơi cờ từ năm 7 tuổi. Wow. Và Quang Liêm là kỳ thủ số 1 Việt Nam và là một trong những kỳ thủ nam hàng đầu của châu Á. Anh là nhà vô địch thế giới nội dung cờ chớp năm 2013, đương kim vô địch châu Á, hai lần vô địch giải cờ vua Aeroflot mở rộng và ba lần vô địch giải cờ vua quốc tế Hải Bằng. Kính thưa quý vị, và sau phần thi vừa rồi, cả hai của chúng ta ghi được số tiền thưởng là 4 triệu đồng. Yeah. Hãy cùng chúng tôi bước đến với vòng 2 của chương trình Chơi Phải Thắng. Chúng ta có hai hình thức. Một là chọn gửi tiền vào ngân hàng, và hai là không gửi tiền vào ngân hàng. Đây chính là ngân hàng giả định của chúng tôi trong chương trình. Nếu như chúng ta chọn gửi tiền vào ngân hàng, chúng ta sẽ bảo toàn được cái số tiền của mình, đồng thời chúng ta lại có thêm tiền lãi từ ngân hàng. Có 6 câu và chúng tôi sẽ chia ra làm 2 đợt với 3 câu hỏi đầu tiên. Nếu trả lời đúng 3 câu thì sẽ được cộng 20% lãi suất. Nếu chỉ trả lời đúng 2 câu thì chỉ được cộng 15% lãi suất của số tiền gửi. Trả lời đúng 1 câu sẽ được 10%. Với 3 câu hỏi tiếp theo, lãi suất sẽ được tăng lên 30% nếu trả lời đúng 3 câu. 2 câu 20% và 1 câu sẽ là 10%. Không chọn ngân hàng thì điều gì sẽ xảy ra? Trả lời đúng sẽ được cộng 1,5 triệu. Nếu trả lời sai, quay trúng ô nào bị trừ số tiền ô đó. Vòng quay của chúng ta sẽ có 2 ô 500 ngàn, 3 ô 1 triệu, 2 ô 1,5 triệu, 1 ô 2 triệu, 1 ô bảo toàn, 1 ô chia đôi. Vòng 2 lựa chọn gửi vào ngân hàng hoặc không gửi vào ngân hàng, nó sẽ ảnh hưởng tiếp với vòng 3. Đã gửi thì phải tiếp tục gửi, đã không gửi thì sẽ không được gửi nữa. Nếu như các bạn lựa chọn thay đổi sẽ mất đi phí dịch vụ. Trả lời đúng bức tranh đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên, được cộng thêm 1 triệu. Ủa chị sao chị? Gửi đi. Gửi đi. Thôi tôn trọng ý chị, gửi. Tôn trọng ý chị, gửi. Gửi phải không? Vâng. Thưa quý vị, như vậy là quyết định của các bạn đó chính là... Vâng. Thưa quý vị, như vậy là quyết định chọn gửi tiền vào ngân hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với lại 6 câu. Xin mời. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mời anh. Chọn số 2 đi. Số 2 đi, rồi. Số 2. Chọn. 30 giây bắt đầu. Tên của cây cầu nào có ý nghĩa là giọt ánh sáng đậu lại hay ngưng tụ hào quang? A. Cầu Thê Hút. B. Cầu Tràng Tiền. C. Cầu Cổ Chiên. Và D. Cầu Hàm Luông. Hết. Câu 1. Tại vì sao? Hà Nội là thủ đô, là kinh đô, là Thăng Long. Thì cái cầu Thê Hút mà dẫn qua cái chỗ mà thờ ông rùa, tôi nghĩ cái đó là nó xác suất cao nhất. Cho anh chốt nha. Anh chốt câu 1 nha. Chốt câu 1. Chốt câu 1. Và anh nghĩ là cái tháp 4 này viết đúng đó. A. Cầu Thê Hút có phải là đáp án chính xác không? Cầu Thê Hút xin chúc mừng. Thưa quý vị, chọn là đúng nhưng mà giải thích là không hề đúng nha. Vâng. Cầu Thê Hút là cây cầu ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Nó nối từ Hồ Hoàn Kiếm ra hòn đảo nhỏ, đó là đền Ngọc Sơn chứ không phải là nơi thờ cụ rùa nha. Thưa quý vị, như vậy là với câu đầu tiên, gửi ngân hàng cho nên chưa có tiền. Ô số 2 mở. Đôi mắt này nhìn quen quen. Bây giờ mời các bạn đến với ô tiếp theo. Số 3 đi. Câu số 3, chọn. Đây là một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thể thao. 30 giây bắt đầu. Đội bóng đầu tiên Mourinho dẫn dắt năm 2004 đến 2007 là đội bóng nào? A. Benfica. B. Blackpool. C. Chelsea. Và D. Liverpool. Hết. Anh chọn là câu C. Câu C. Câu C là đội bóng Chelsea. Vì sao anh biết Chelsea là C? Anh có thích đội đó và xem đội đó rồi. Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là... C, Chelsea, xin chúc mừng. Hay quá ta. Chúng ta có được 2 đáp án chính xác. Số 3, mở. Đây là cái đầu, cái phần trên là ráp vô cái phần lên đây nè. Đó. Đó. Chúng ta có được là 15% lãi suất rồi. Bây giờ chúng ta thêm một câu nữa, chúng ta có 20%. Mời các anh. Mình chơi trò dích dắt đi xuống số 6 đi ha. Càng đi càng khó đó nghe. Thôi kệ đi. Số 6, chọn. 30 giây bắt đầu. Eo biển St. George
chia đôi hai vùng đất nào? A. Anh và Ireland. B. Pháp và Anh. C. Ireland và Pháp. Và D. Anh và Hà Lan. Hết. Cái này quý vị khán giả biết không ạ? Eo biển. Sao ai cũng lắc đầu hết trơn vậy trời? Câu số 1, Anh và Ireland. Chốt. Sao trong những cái đời đạn khốn khó này, anh không nhìn vào một cái thế lực siêu nhiên nào đó ở phía bên dưới để giúp cho anh trả lời? Lắc đầu không à? Ủa vậy hả? Hỏi rồi mà lắc đầu không? Rồi anh... siêu nhiên chỗ nào? Ireland với cả Anh Quốc thì gần gần với nhau đó, nên anh chọn là câu số 1. Như vậy là hên xui hí họa đúng không ạ? Ừ. Anh giải thích như vậy mà anh cứ hên xui là sao? Logic gần chết. Mà với Khang mà nói như vậy tôi có một cái trực giác là nó sai đó. Đáp án số 6, Anh và Ireland. Đó chính là đáp án chính xác, xin chúc mừng. Bởi nhiều khi á, nhiều khi những cái thiên tài họ có những cái câu trả lời mà nó hơi mông lung, mà với cả giống như là những cái lời dự đoán, em hiểu không? Đó như lời dự đoán mà người nói về tương lai xa, thật xa mà họ đâu nói chi tiết đâu. Em hiểu không? Em hiểu không? Em không hiểu nha, thưa quý vị, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu. Như vậy là chúng ta sẽ có một câu trả lời đúng nữa. Chúng ta mở ô số 6, mở. Ủa cái gì vậy? Như vậy sao? Chúng ta đang có được là 20%. Và số tiền của chúng ta ở vòng trước là 4 triệu đồng. Chúng ta có được 20% của 4 triệu đồng. Như vậy chúng ta có được đó chính là 4.800.000 đồng. 4.800.000 đồng. Có 1, 4, 5. Mời các anh. Số 1 đi em, cho dễ dễ lại tí nè. Số 1, chọn. 30 giây bắt đầu. Khối đa diện 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh? A. 30, B. 36, C. 28, D. 42. Hết. 4, 5, 6, 7, 8. 4 mặt là 8, 4 mặt là 32. Có 30 mấy? 30, 36, 28, 42. 36. 36. Đáp án của anh chốt chưa? 36. 36 hay 42? Có 42 không? Có 42 mà. Có 42. Có 42 thì 42. Thưa quý vị, ông thích ông đổi rồi. Vâng. 42. Chúng ta sẽ cùng xem khối đa diện 12 mặt thì nó thuộc loại là 53. Ừ. Như vậy là mỗi mặt nó sẽ có 5 cạnh. Ừ. Và mỗi cạnh sẽ là cạnh chung của hai mặt, nên tổng số cạnh của đa diện là 12 nhân 5 là 60 chia cho 2. Như vậy là chúng 30. Ta có 30 cạnh. Và đó là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc. Ừ. Bây giờ chúng ta còn câu tiếp theo. Đó chính là câu số 4 và câu số 5. Mời các anh. Là dít dắt cho vui đi nè. Số 4 đi. Số 4 nha. Số 4 là một cái câu liên quan đến lễ hội. Vâng. Em nghĩ là chắc anh sẽ biết. 30 giây bắt đầu. Lễ hội đu voi diễn ra ở tỉnh nào? A. Đắk Lắk. B. Bắc Ninh. C. Gia Lai. D. Hải Phòng. Hết. Loại trừ Hải Phòng, Bắc Ninh ra. Gia Lai với Đắk Lắk thôi. Bản đồ là ở đâu? Bản đồ là ở đâu? Trả lời. Là ở Tây Nguyên. Ừ. Chỉ Gia Lai với Đắk Lắk thôi đó, hai cái. Đắk Lắk đi. Mà như Đắk Lắk nó đúng hơn. Mà như Gia Lai cũng có dôi đó. Nhưng mà Đắk Lắk á, bản đồ là Đắk Lắk, đúng không? Về bản đồ đúng không? Thì mình suy gì đó, ừ. Đáp án cuối cùng của chúng ta là? Là Đắk Lắk. Đắk Lắk. Và chỉ có một cái nơi mà voi rất là đông, mà ngày xưa thậm chí có cái bài hát là chú voi chú con ở bản đồn. Chú voi con ở bản đồn, chưa có nga nhưng con trẻ con ở rừng già, chú đến với người rất hàng em với lại hàng. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là Đắk Lắk, xin chúc mừng. Yeah. Còn đó chính xác. Lễ hội đua voi là một trong những lễ hội quan trọng trong hệ thống các lễ hội cổ truyền của người vùng cao Tây Nguyên Việt Nam. Hội đua voi là một trong những lễ hội của văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, được tổ chức 2 năm một lần vào tháng 3 âm lịch. Và như vậy là chúng ta có được một đáp án chính xác nữa. Xin chúc mừng các anh đã có được đáp án số 4. Mở. Câu cuối cùng là một câu rất là dễ luôn, mà các anh mà trả lời không đúng là cái người này người ta giận các anh liền luôn. 30 giây bắt đầu. Nhân vật Bạch Cúc trong phim điện ảnh Người đẹp Tây Đô là ai thủ vai? A. Diễn viên Việt Trinh. B. Diễn viên Hồng Ánh. C. Diễn viên Tường Vân. Và D. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Việt Trinh. Việt Trinh, tại vì Hồng Ánh là đóng vai em Việt Trinh. Ừ. Là Bạch Mai. Việt Trinh. Vâng. Người đẹp Tây Đô. Người đẹp Tây Đô đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Ai đã từng xem cái bộ phim này thì không thể nào mà không nhớ đến một người phụ nữ rất là xinh đẹp và đóng rất là nổi tiếng từ cái bộ phim này. Đó chính là đạo diễn, diễn viên Việt Trinh. Và đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Và chúng ta có được hai
câu trả lời chính xác nữa, nhưng là chúng ta sẽ được hưởng lãi suất là 20%, 5.760.000 đồng. Xin chúc mừng các anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái hình cuối cùng. Mở số 5, mở. Rồi, bây giờ dựa vào những cái bức hình đang sắp xếp rất là hỗn loạn này, các anh phải trả lời câu hỏi phụ của chúng tôi. Nếu trả lời đúng được cộng 1 triệu. 10 giây bắt đầu. Bức tranh chân dung này thể hiện phong tục truyền thống nào của người Việt thời xưa? Nhuộm răng. Nhuộm răng. Vì sao? Răng đen. Răng đen nè. Nhuộm răng đen. Vâng, đó là tục nhuộm răng đen đúng không ạ? Nhuộm răng, nhuộm răng. Vâng, thưa quý vị, nhìn là chúng ta đã có thể đoán ra được rồi. Và đó là đáp án. Nhuộm răng đen, xin chính xác. Nhuộm răng đen là một tục lệ lâu đời xuất hiện từ thời vua Hùng Vương, tồn tại suốt mấy ngàn năm trong lịch sử văn hóa của người Việt. Đây vốn là phong tục cổ truyền không chỉ của cư dân người Việt mà còn tồn tại ở các dân tộc khác như là Thái, Mường, Dao, Lự, Sila. Theo quan niệm thẩm mỹ thì hàm răng đen được coi là chuẩn mực của cái đẹp, đánh dấu ngưỡng cửa bước vào cuộc đời trưởng thành của mỗi người. Thưa quý vị, như vậy là số điểm sau vòng thi thứ hai của chúng ta đó chính là 6.760.000 đồng. Xin chúc mừng. Chúng ta đã vượt qua vòng 2 của chương trình. Ngay bây giờ chúng ta mời quý vị sẽ cùng đến với vòng cuối cùng. Và hãy cùng xem số tiền cuối cùng họ nhận được cho nhân vật của chúng ta là bao nhiêu. Mời quý vị cùng đến với vòng 3 của chương trình Chơi Phải Thắng. Vòng này có 9 ô nhưng chỉ trả lời 6 ô, còn 3 ô còn lại sẽ giấu đi. Chúng ta có hai hình thức. Một là chọn gửi tiền vào ngân hàng, và hai là không gửi tiền vào ngân hàng. Gửi tiền vào ngân hàng, số tiền của chúng ta sẽ được bảo toàn. Các bạn sẽ có lợi tức mở 2 ô bất kỳ trong số 9 ô số của chúng tôi. Và chúng ta sẽ vay tiền của ngân hàng để chơi bằng cách quay 2 lần. Và sau khi mà chúng ta chơi xong, chúng ta sẽ quay 2 lượt đó để chúng ta trả lại số tiền. Còn nếu như chúng ta lựa chọn là không gửi tiền vào ngân hàng thì như thế nào? Sẽ có một ô đặc biệt bất kỳ. Trả lời đúng quay thì các bạn được gấp đôi cái số tiền. Trả lời sai các bạn sẽ bị trừ gấp đôi cái số tiền đó. Trả lời đúng bức tranh đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên được cộng thêm 1.500.000. Chốt lại là của chúng ta là lựa chọn gửi hay không gửi. Xin là không gửi đó em. Không gửi nha. Không 3, gửi nha. 3, 2, 1. Thưa quý vị, như vậy là không gửi tiền vào ngân hàng và họ sẽ bị đóng một cái phí đáo hạn trước thời gian, đó chính là 10%. Và số tiền còn lại của chúng ta đó chính là 6.084.000. Rất lẻ và MC rất khó tính nha. Bây giờ mình dùng 6 triệu thôi, xong cái 84.000 chúng mình cộng sau. Bây giờ 9 ô, xin mời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các anh chọn số mấy? Số 4. Vâng, số 4, chọn. 30 giây, bắt đầu. Khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập nằm ở tỉnh nào của nước ta? Hết. Long An. Vì sao? Trời đất ơi, cái đó rất là nổi tiếng. Bởi vì cái khu du lịch đó nó có một cái đường rất là đẹp và tất cả các bạn trẻ hay đến đó check in lắm. Và nó có một cái mương, cái rạch đó là xung quanh là gì, rừng tràm rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đáp án cuối cùng của chúng ta là... Dạ, Long An. Dạ, rồi cảm ơn. Và bây giờ thưa quý vị, đáp án chính xác của chúng ta đó chính là... Long An. Xin chúc mừng. Làng nổi Tân Lập tọa lạc trên quốc lộ 62 thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, với diện tích là 135 hectare, có vùng đệm rộng 500 hectare. Ghé thăm làng nổi Tân Lập này sẽ được hòa mình vào vùng đất ngập nước đặc trưng với sinh cảnh rừng tràm nè, sen súng lục bình lúa điển hình của khu vực. Và xin chúc mừng anh đã có đáp án chính xác. Qua đây quay số. Thôi đừng hoang mang nữa, qua quay số đi, đừng hoang mang. Ủa, được nữa. Được qua bớt luôn hoang hả? Mang lại, bớt hoang mang lại, qua kiếm tiền cho chị kìa, nhanh. 3, 2, 1, quay. Ok em. Vô 2 triệu coi, vô 2 triệu lấy lại những gì đã mất nè. Đừng vô 500 nè. Vâng, như vậy là số tiền của chúng ta là 1.500.000 đồng. Vậy như vậy chúng ta có 6 triệu cộng với 1.500.000, chúng ta có 7.500.000 đồng. Đâu, em phải cộng số lẻ nữa anh chị. Vâng, 7.584.000, anh nhớ con số này nha anh Thắng. 7.584.000. Bây giờ thì để đảm bảo tính chính xác trong việc đề cộng số, cộng tiền, Nguyễn Khang xin được giao lại cho anh Bá Thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ô số 4. Mở. Cái gì vậy? Được rồi. Khối không gì. Ô tiếp theo, mời các anh. Số 5 em vừa đến mà chưa hàng ngang đó. Chọn. Ô số 5 của chúng ta nội dung như sau. 30 giây bắt đầu. Phần lớn các loài rắn có mấy lá phổi? Hết. Con rắn nhỏ nhỏ xíu là, chắc là 1 hả? Hay là 3? Bây giờ mình chơi 4. Tung dép đi. Theo bạn là mấy?
để coi. Tự nhiên hả ta, hổ rắn thì hổ, nó con người có hai lá phổi là sao? Ủa thì con người có hai lá phổi thiệt hình mà, như là con rắn như là có một một một, hay là giống con người luôn ta, hay là hai? Nó là máu lạnh. Thôi chọn một đi cho nó nhanh đi chứ hết giờ. Một một đi ha. Này có con rắn một, có một đường à. Nó, chúng tôi đã nghe được đáp án là một lá phổi. Con rắn nó đi có một đường cho nên nó có một lá phổi, thật là một giải thích thật là thú vị thưa quý vị. Vâng. Con người chắc đi hai đường cho nên có hai lá phổi. Không, em bậy, em bậy nha, em bậy nha. Tại con người là có hai cái chân nè. Mớ thì đương nhiên là hai cái chân là phải hai lá phổi. Còn con rắn nó chỉ có một cái thân thôi. Nó đường thì nhiều phổi làm chi? Chỉ một lá phổi thôi. Em hiểu không? Em hiểu rồi. Ừ. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án liệu có phải đúng là một lá phổi không? Thứ năm, một lá phổi. Thưa quý vị, thấy chưa? Chúc mừng. Anh thấy chưa? Em thấy chưa? Ở phần lớn các loài rắn chỉ phổi phải là hoạt động. Phổi phải này bao gồm hai phần. Phần trước có mạch máu dẫn tới, còn phần sau không có tác dụng trong trao đổi khí. Và phổi trái dạng vết tích thường là nhỏ hoặc là không có. Do cơ thể hình ống của rắn đòi hỏi mọi cơ quan nó phải dài và mỏng đi, cho nên cái phổi trái của nó gần như là nó không hoạt động, nó bị tiêu biến luôn, chỉ có phổi phải hoạt động thôi. Nhưng anh biết nguyên, chứ bộ anh biết là bộ vẫn có đúng không? Không, vẫn chơi với anh biết điều đó đó, nhưng mà tại vì nếu mà anh nói ra thì em đâu có cơ hội đi giải thích đâu, cho nên chính vì vậy mà anh không có nói. Rồi 2 3 một, quay, 2, 3, đi. Quay. Hai triệu, quên 2 triệu, mình vẫn hai triệu đi, 2 triệu nha, đừng vô 500 nha. Vô 500 té xỉu liền nha. Vô 2 triệu giùm cái nè. Lấy lại những gì đã mất nè. Bỏ 500 đi nè. Xuống đi. Thưa quý vị, 1 triệu đồng. Trời ơi. Lên chút xíu nữa đi. Lên đây chút xíu được 2 triệu rồi. Về mà cũng ráng lên nữa. Bò bò xì. Anh Thắng ơi, tổng số tiền mình có được là bao nhiêu anh? Là một số tiền đó em, vừa nãy là 7.584.000 đúng không? Thì bây giờ là 8.584.000 được. Xin chúc mừng chúng ta có được số tiền là 8.584.000. Ô số 5, vợ. Giống một điệu múa, một cái vợ rất là nổi tiếng ta. Mời các anh, chúng ta còn 4 ô nữa. Thấy ghét, số 6 luôn đi em. Cái này giống bài múa Thiên Nga nè Thắng. Vâng, đây là một ô số may mắn. Ủa? Nếu trả lời đúng ô này, các anh sẽ được nhân đôi có số điểm thưởng. Mình quay. Nếu trả lời sai, bị trừ đi gấp đôi số điểm thưởng của đó. 30 giây, bắt đầu. Ký tự xuất hiện ở đầu khuôn nhạc được gọi là gì? Hết. Thôi, chuyên môn ổng. Chuyên môn của Bá Thắng. Ký tự là khóa nhạc. Ừ, trả lời sai đi. Nhưng mà nha, trong khóa nhạc nó có 3 khóa: son, fa, đô. Ừ. Khóa son là như giày, ừ. Còn khóa đô là đáp án cuối cùng của mình là khóa nhạc. Thì thôi mình nói cái tổng đi là khóa nhạc. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận đáp án đó là khóa nhạc. Đáp án của chúng tôi số 6 đó chính là khóa nhạc. Mời anh qua đây quay số. Là bây giờ mình được nhân đôi đúng không em? Chưa, bây giờ biết bao nhiêu tiền mình nhân đôi. Vô nha mày. 2 triệu. Yeah, dừng luôn đi. Vâng thưa quý vị, như vậy chúng ta có được 2 triệu và nhân đôi chúng ta có được 4 triệu. Wow. Và tổng số tiền chúng ta có được là 12.584.000. Yeah. Vâng, 12.584.000, xin chúc mừng. Cố gắng lên. Số 6, mở. Ráp cái đầu của chị này vô cái thân hình của con bé kia. Dạ. Rồi biết gì rồi, biết chuyện gì luôn rồi. 1, 2, 3, 7, 8, 9, các anh chọn số mấy? Số 8 cho nó phát luôn em ơi. Số 8 chọn. 30 giây bắt đầu. Trong văn hóa đại chúng, hình tượng con vật nào được xem như biểu tượng của sự đẹp đẽ, sang trọng và là biểu tượng của tình yêu? Con công. Tào lao. Nhìn ba cái tấm hình này đi, mình suy ra cái kia. Chim phụng. Nè, cái này là mấy bà chim nè. Người ta đang cái câu hỏi thì đi không liên quan những cái nhưng nhìn mà này. Thật sự ra bằng tính về mặt con logic. Thiên Nga nè, con công nè, con phụng nè, con đầu nào. Con Thiên Nga. Đáp án cuối cùng là Thiên Nga. Chốt đáp án Thiên Nga. Và đáp án của chương trình chính là Thiên Nga. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng các anh. Đó cười vậy tươi nè, đẹp xinh quá là... trời. 10 lấy 12 là 14 thôi. 14 triệu rồi, về tiếp, về tiếp. Thiếu nha. 584.000, thiếu 584.000 của tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ô số 8. Mở. Làn khói. Là một hình ảnh khói.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chọn ô tiếp theo, xin mời. Số 2 đi em, chơi cộng cái dấu cộng cho nó hơn. 30 giây bắt đầu. Đường xích đạo đi qua bao nhiêu quốc gia, xin mời. Đường xích đạo là cắt ngang cái trái đất á. Nó xin đi ngang qua châu Phi. Châu Á thì nằm ở trên mà châu Úc nằm ở dưới. Châu Mỹ có dính nha. Dính hết á. Dính ngang vòng tròn. Dính hết á. Là bao nhiêu quốc gia? Bao nhiêu quốc gia thì không biết nha. Cái câu này hơi bí. Mình chỉ biết rằng là nó... hỏi khán giả đi, bao nhiêu quốc gia ạ? À? Dạ. Cười không vậy sao đáp không nhắc. Đáp án cuối cùng là... Thưa quý vị, như vậy là họ đã không có đáp án. Rất tiếc là chúng ta đã không đưa ra được đáp án ngay khi hết thời gian. Và như vậy, đáp án chính xác của chúng tôi đó chính là 14 quốc gia. Thưa quý vị, rất tiếc là trong trường hợp này không ghi được điểm. Mời hai anh qua đây quay số nha. À vậy hả? Ôi là quay là bị trừ tiền hả? Dạ, đúng rớt, rồi. Rớt một số 5 đúng không? Năm. Vâng, thưa quý vị, như vậy là trừ đi 1 triệu. Và số tiền chúng ta còn lại đó chính là 13.584.000. Xin cảm ơn các anh, mời các anh về chỗ. Bây giờ xin mời các anh lựa chọn ô tiếp theo. Số 7 đi. Số 7, rồi. Số 7 đi. Số 7, chọn. 30 giây, bắt đầu. Thuyết lượng tử của vật lý hiện đại ra đời vào thế kỷ bao nhiêu? Thuyết lượng tử của vật lý hiện đại ra đời vào thế kỷ bao nhiêu? Số 20, tôi nghĩ là 20. Cận đại đúng không? Hiện đại đúng không? Thế kỷ 20. Tại vì hiện đại, ngay chữ hiện đại mình phải suy diễn ra. Mình cứ nói là 20 đi. 20, vâng. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận đáp án 20. Và hãy cùng xem đó có phải là đáp án chính xác hay không. Đó chính là... Xin chúc mừng. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 12 năm 1900, nhà vật lý học người Đức là Max Planck đã công bố nghiên cứu đột phá của ông về ảnh hưởng của bức xạ đối với một vật đen black body và thuyết lượng tử của vật lý hiện đại đã ra đời. Xin chúc mừng các anh đã có đáp án chính xác. Mời anh qua đây quay số. 3, 2, 1, quay. Vô con 2 triệu nào. Vâng, thưa quý vị, như vậy là số tiền chúng ta có được là 500 ngàn. Tổng điểm chúng ta có được là 14.084.000. Xin cảm ơn các anh, xin mời các anh về vị trí. Và như vậy, ô số 7 mở. Chúng ta sẽ có cơ hội tăng số tiền lên 1.500.000 đồng nữa nếu trả lời đúng câu hỏi phụ hình nền của chúng tôi. 10 giây trả lời bắt đầu. Tên vở diễn ba lê này là gì? Hết. Hồ Thiên Nga. Cái chết con Thiên Nga hay Hồ Thiên Nga? Hồ Thiên Nga. Cái chết con Thiên Nga là một mảng ở trong là Hồ Thiên Nga. Thưa quý vị, đáp án họ đưa ra đó chính là Hồ Thiên Nga. Và hiện giờ thì chúng ta đang có được số tiền cũng khá là khá rồi. Và nếu trả lời đúng được cộng 1.500.000. Đáp án chính xác của chúng tôi chính là... Hồ Thiên Nga. Yeah. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, và số tiền mà cả hai diễn viên của chúng ta đã nhận được đó chính là 15.584.000. Xin cảm ơn. Xin mời hai anh cùng bước ra sân khấu để trao số tiền này cho cô Quân. Xin mời cô Quân lên sân khấu ạ. Có bao giờ cô cầm được cái số tiền 15 triệu cho tạm gọi là 16 triệu này như thế này, lớn như thế này bao giờ chưa? Chưa. Như vậy với 16 triệu này thì cô dự định sẽ làm gì? Về để dành mua thuốc với mua tả cho bà chị được à. Cô không giữ cái nào cho mình hả? Không. Sao vậy? Để giữ lại đó để dành để mua thuốc với mua tả cho bà chứ rồi rồi rủ hết rồi tiền đâu nữa ra rồi có mà mua. Cô luôn luôn nghĩ cho người khác, không bao giờ nghĩ cho mình hả? Đó thì nghĩ cho bà chị đi rồi mình còn hơi khỏe mạnh hơn bà chị thì tới đâu hay tới đó chứ giờ biết sao giờ. Thưa quý vị, quả là một cái sự hy sinh rất là lớn. Tôi luôn luôn thấy được một cái điều đó là có những người người ta hy sinh mọi thứ của mình tốt đẹp nhất để dành cho người mà mình yêu thương. Và trong câu chuyện của cô Quân cũng là như vậy. Cô không giữ lại bất cứ điều gì cho mình, kể cả hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Chắc chắn là cô cũng rất là vui và hạnh phúc vì điều đó đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và bây giờ chúng tôi xin được mời hai diễn viên, chúng ta sẽ gửi trao số tiền này cho cô Quân. Thưa quý vị, số tiền của chúng ta là 15.584.000.
nó hơi lẻ lẻ tí xíu. Vâng, không biết là hai anh ngày hôm nay thi thì hai anh có cảm xúc như thế nào? Thật ra thì trong một cuộc chơi thì cũng có lúc này lúc kia, và Thắng và Hiệp đã cố gắng hết sức để có như một số tiền thưởng thật lớn để trao cho nhân vật ngày hôm nay. Thắng nghĩ là bây giờ là cái tiền này nó cũng bị lẻ lẻ như vậy. Thắng và Hiệp sẽ quyết định là làm cho nó tròn thành 20 luôn. Em xin tặng cho chị cùng với ban tổ chức làm cho tròn thành 20 triệu. Và cái số tiền đó tuy không phải là nhiều lắm, nhưng ít nhất chị cũng lo được cho chị của mình, mua cho chị những viên thuốc cũng như là những cái tã. Như vậy là chị sẽ nhận được là 20 triệu chứ không phải là 15 triệu 584 nữa. Các nghệ sĩ đã bỏ tiền túi ra để gửi số tiền này cho cô Quân. Thì cô có muốn nói đề gì không? Thôi giờ tôi cũng cảm ơn nghệ sĩ. Một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn diễn viên Bá Thắng và diễn viên Hòa Hiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện với sự đồng hành của Thép Hòa Phát. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Với những cố gắng của mình, cặp đôi diễn viên Hòa Hiệp và diễn viên Bá Thắng đã mang về cho cô Quân một phần thưởng xứng đáng. Hy vọng số tiền này sẽ giúp giảm bớt được phần nào những khó khăn trong cuộc sống của cô. Tuần sau, xuất hiện trong chương trình Chơi Phải Thắng sẽ là cặp đôi khách mời nào? Mời quý vị đón xem tập 16 chương trình Chơi Phải Thắng, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.